Xin chào các em. Bây giờ chúng mình sẽ học về các từ chỉ hoạt động nhé. Tắm. Bé gái này đang tắm. Bơi. Bé gái này đang bơi trong bể bơi. Đánh. Bé trai này đang đánh trống. Nhảy. Hai chị em gái đang nhảy dây. Ngồi. Em bé đang ngồi. Nằm. Em bé này đang nằm. Đứng. Bé trai này đang đứng. Đi. Hai ông bà đang đi bộ. Ngủ. Em bé này đang ngủ. Ăn. Em bé này đang ăn. Đọc. Hai bạn nhỏ này đang đọc sách. Nói. Hai người đang nói chuyện với nhau. Cười. Hai mẹ con cùng cười. Chạy. Bé gái này đang chạy. Nghe. Bé trai này đang lắng tai nghe. Uống. Bé trai này đang uống nước. Hát. Bé gái này đang hát. Bò. Em bé đang bò. Trèo. Bé gái này đang trèo trên cây. Với. Em bé đang với tay lấy đồ chơi. Vẫy tay. Hai bạn gái đang vẫy tay. Vẽ. Bé gái này đang vẽ. Vỗ tay. Em bé đang vỗ tay. Bắt. Bé gái đã bắt được quả bóng. Trượt. Bé gái đang trượt trên cầu trượt. Ôm. Bé gái này đang ôm con gấu bông. Sờ. Bé trai này đang sờ con mèo. Cầm. Bé gái này đang cầm quả táo màu đỏ trên tay. Đá. Bé trai này đang đá quả bóng. Ném. Cậu bé này đang ném quả bóng chày. Khóc. Em bé đang khóc. Đẩy. Bé trai này đang đẩy chiếc xe tập đi.